Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền Trung, cũng như Việt Nam hay tương lai của con cháu chúng ta. Song xét cho cùng, nó không nghiêm trọng bằng sự dao động của ý chí, bản lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với 5 tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, được tổ chức ngày hôm nay 24 tháng 10 tại Quảng Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành trong công tác phòng chống mưa lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, qua trận lũ lịch sử này, chúng ta cần rút kinh nghiệm sâu sắc để chủ động phương án ứng phó, tăng cường nhận thức hiểu biết trong thiên tai, trong đó nhận thức của cộng đồng là quan trọng nhất, cải thiện năng lực dự báo thiên tai, lồng ghép, huy động các hoạt động cứu trợ xã hội, huy động tổng hợp sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, của cộng đồng. Các tỉnh cần nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại cho nhân dân, bảo đảm sinh kế cho người dân, huy động tinh thần tự cường, tự cứu của người dân và sự hỗ trợ của cộng đồng, các lực lượng để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn vươn lên, không được để người dân nào thiếu đói, màn trời chiếu đất. Chúng ta phải nhanh chóng để đảm bảo cuộc sống bình thường của nhân dân các tỉnh miền Trung trong vùng lũ lụt. Và đi liền đó là đảm bảo sinh kế cho người dân, nông dân của chúng ta. Nhất là thời vụ, cập kề, các loại giống má phải được cấp sớm để xử lý vấn đề đời sống người dân. Chứ không phải lo trước mắt đâu không chứ, phải lo lâu dài cái vụ sắp tới đây, vụ đông xuân này phải làm cái gì để người dân có thể sống được. Trên cơ sở những vấn đề đặt sau trận mưa lũ lớn ở miền Trung, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phải tính toán lại một số vấn đề như phát triển thủy điện an toàn, trồng rừng để phủ xanh đồi chọc, góp phần giảm sạt lở đất, ứng dụng công nghệ thông tin để thông báo, cảnh báo cho người dân về thời tiết, thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh, điều cần thiết nhất lúc này là các địa phương, các ngành sẵn sàng phương án chủ động ứng phó với bão số 8 và có khả năng số 9 sắp tới để không xảy ra thiệt hại hơn nữa đối với người dân. Trước đó, trong buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chính phủ đã đến thăm, động viên người dân ở thôn Đồng Tư, xã Hiển Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà cho 30 hộ dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 10 triệu đồng, thăm và tặng quà trường mầm non Hiển Ninh.